nó nói về cái vấn đề là đảng với chính quyền cái gì đấy, nhưng mà nói tóm lại thế này này, thực ra thì trước bây giờ Việt Nam Cộng Hòa giờ hỏi chúng nó xem là cái thằng nào đi bán nước, thằng nào bán Hoàng Sa Trường Sa cho thằng Trung Cộng. Ngày xưa là cái hải quân của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó mạnh hơn thằng Trung Quốc rất nhiều, tại sao không dám đánh mà để mất năm 74 đấy, tại sao là chúng nó lại mất? Mà ngay cái thằng tổng thống Thiệu mà nó nói trước cái một cuộc họp ở California ở đâu đấy, nó bảo là nó khuyên là cái bọn ba que là đừng có chống cộng sản nữa mà phải tự lực tự cường, nó rất là nhục nhã vì trước kia nó đã làm tay sai cho Mỹ rồi, nó phải thừa nhận như thế. Bây giờ này nói Mà với tại sao chúng thằng nó thằng thằng Ma Cút Nguyễn này này, nó nói là lũ bỏ đỏ cộng sản bán nước cho Trung Cộng, bán ở đâu, bán ở chỗ nào, đúng không? Coi như là khi mà Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979 thì nói chung quân và dân Việt Nam đã đánh chúng nó chạy biến ra khỏi biên giới. Còn bây giờ nhá, bây giờ ví dụ như tại chúng mày có biết là cái cuộc chiến đó có phải kéo dài trong một tháng không, đúng không? Mà còn lại từ năm 1979 cho đến năm 1988, chỉ vì đất nước Việt Nam muốn bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cho nên một cuộc chiến đấy nó vẫn cứ dai dẳng kéo dài đến cuối năm 1988 ở biên giới Hà Giang, đúng không? Ở cái mặt trận Vị Xuyên, chúng mày biết không? Bây giờ còn bây giờ đất nước hòa bình đang phát triển một cách vượt bậc như thế này, nhân dân đang được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì cớ gì coi như là nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam phải bán cho Trung Quốc? Chúng nó nói ngu si đần độn dốt nát. Mà trong khi đó hiện nay nhá, đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar là 70% số từ đầu tư của nước ngoài, Campuchia là 85%, mà trong đó khi đó nhá, ở Việt Nam hiện nay Trung Quốc chỉ đầu tư vào Việt Nam là năm 2017 là đứng thứ 9 trong tất cả các nước nhá. Cho nên là chúng mày ấy chỉ là một cái lũ mà ăn bám, nghe chưa, Mỹ như ngày xưa. Cho nên bây giờ chúng mày cứ nghĩ rằng coi như là đất nước Việt Nam giàu có như như thế này như ngày nay là coi như là đất nước Việt Nam coi như là bán đất bán nước cho Trung Quốc. Chúng mình ngu si đần độn ở cái chúng mày không biết là luật đất đai ở Việt Nam là không bán đất cho những người người có quốc tịch nước ngoài, kể cả bản thân những Việt kiều mà có quốc tịch nước ngoài mà không có quốc tịch về Việt Nam, về Việt Nam chỉ được mua chung cư thôi, không được mua đất đấy. Cho nó chứng minh cho mấy cái thằng mà ngu si đần độn biết một điều như thế. Rồi xin mời em. Vâng, là cái bọn ba que ấy, thì trước kia nó bảo đã bán Hoàng Sa và Trường Sa cho thằng Tàu rồi, đánh nhau mà cái lực lượng cái hải quân của nó mạnh như thế, tại sao nó không đánh mà tàu lọ nó lại câu câu vào tàu kia nó tự bắn nhau, mà trong khi đó là thằng Trung Quốc không việc gì mà tự nó giết nhau mà nó lại về bây giờ Không, nó. bây giờ phải nói về cái Hoàng Sa. Như Hoàng Sa là như thế này, năm 1956 chúng mày đã bán lại phần phía tây quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc rồi, đúng không? Đến năm 1974 coi như là cái quan thầy Mỹ của chúng mày đã bán nốt cái phần phía nam của quần đảo Hoàng Sa, có ai bán, đúng không? Chứ còn bây giờ Trường Sa nhá, khi mà Việt Nam năm 1975 thì là Việt Nam là coi như chiếm ở của bọn Ngụy chúng mày có 7 cái đảo và điểm đảo thôi, đúng không? Chứ còn hiện nay Việt Nam nhé, đến ngày 20 tháng 5 năm 2016 đấy, là Việt Nam đã quản lý 48 đảo và điểm đảo ở cái quần đảo Trường Sa nhé. Thấy chưa? Chúng mày mẹ ngu si đần độn, chúng mày không biết một cái gì hết đấy. Rồi xin mời, mời. Thì cái thời mà ông Thiệu ông ấy lên mà ông ấy đi di tản ấy, còn chúng nó còn nói bảo mang 10 vớ vàng đi, thì bây giờ hỏi là nếu mà thằng Mỹ nó không đầu tư cho, nó không ấy cho, không còn tiền mà để đánh nhau nữa thì làm sao mà có 14 tấn vàng đi nữa, hay là chúng nó cái tiền 14 tấn vàng đấy ở đâu ra, hay là nó bán đảo cho thằng Trung Cộng để nó mang 14 tấn vàng ra nước ngoài. Chúng nó nói thì chúng nó mồm thì chúng nó nói, nhưng mà không biết là chúng nó có hiểu không. Mất Mà bây nước ở giờ đâu, mất nước phải chỗ đặt nào? Bây giờ chúng tao đang sống ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh này, đang rất tự do, đang rất thoải mái này, mất nước ở đâu, mất nước chỗ nào? Thằng nào chứng minh được hiện nay thằng Tàu bây giờ nó sở hữu một cái vùng đất nào đó có giấy tờ đàng hoàng, đưa đây
tất cả tài sản mấy triệu đô của ta tao hiến cho hết. Chúng nó không hiểu cái luật đất, luật luật đất đai của Việt Nam. Luật người ta đã quy định rõ là không được bán đất cho bất cứ cái người, kể cả Việt Kiều nhá, Việt Kiều mà ở không nước ngoài về không, không có không được. Không có quốc tịch Việt Nam là không mua được. Đấy, bây giờ mày đấy Việt Kiều đi, chúng mày có cái tiền làm về gì thì thằng Trung Quốc chỉ mua chung cư. Làm gì có thằng Trung Quốc là mua được đất của Việt Nam. Mà chúng nó ngày xưa chúng nó đã mất dạy như thế rồi, bây giờ chúng nó thừa biết rồi. Mà ngày xưa chúng nó bưng bít đến mức độ mà bây giờ những cái người chết ở cái quần đảo Hoàng Sa của mình đấy. Năm 1956 nhá. Cái lúc đấy quần đảo Trường Sa thì ai quản lý? Quần đảo Hoàng Sa thì ai quản lý? Có phải Việt Nam Cộng Hòa không? Thì cái đảo Ba Bình là cái đảo lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Đúng không? Thì là chính quyền Diệm mong mỏi sự ủng hộ của cái thằng Đài Loan, cho nên đã hiến cái đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa cho thằng Đài Loan. Đúng không? Mấy người ngu xuẩn không biết mà cái gì hết đấy. Nói tóm lại là cái bọn này nó ngu si, nó bảo là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Tổng Trung Quốc. Mày bây giờ lãnh đạo Trung Quốc mà năm 1979 mẹ chúng, khi mà Trung Quốc tràn qua đây đánh Việt Nam, mẹ chúng ta còn đánh cho chạy tụt quần trong kia. Bọn Pol Pot Yen Seri là gì? Là tay sai của Trung Quốc, đúng không? Cho nên là bây giờ coi như là gây ra biết bao nhiêu cái đau khổ cho cái những cái đồng bào coi như là biên giới ở bên dưới phía Tây Nam. Coi như chúng ta còn đánh cho coi như chạy về biên giới Campuchia. Sau đó nhờ cái sự kêu gọi của nhân dân Campuchia, nghe chưa? Quân đội Việt Nam sang Campuchia giải phóng đất nước Campuchia khỏi cái tệ diệt chủng của bọn Pol Pot Yen Seri, đúng không? Bọn Pol Pot Yen Seri là ai? Là coi như là tay sai của bọn Trung Quốc, đúng không? Nhưng mà kể từ năm 1990 khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, thì nói chung là vì cái sự phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam, cho nên là biên giới ở 6 tỉnh phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc trở thành biên giới hòa bình. Từ hồi đấy giờ có cái xảy ra cái vụ nổ súng của nổ xiếc gì như đâu ở biên giới phía Bắc. Mấy thằng đầu đất, mấy cái thằng ba que này đánh Việt Nam, nó đánh Trung Quốc, nó xếp cái xương của cái thằng Trung Quốc ở biên giới 6 tỉnh biên giới phía Bắc ấy, nó xếp thành núi chứ không phải là không. Nó ba hơn 30 vạn quân nó chết ở đấy, 6 mang 60 vạn quân sang mà hơn 30 vạn quân chết đấy. Thằng Việt Nam nó sợ gì cái thằng Trung Quốc ấy, mà chúng mày cứ toàn náo nếu ấy. Nó đánh cho cả cái thằng bên Campuchia, nó dẹp cho cái thằng tay sai Trung Quốc, nó dẹp cho một ngày nó này, Việt Nam nó mẹ xưa mấy cái thằng mẹ bẩn. Đấy, bây giờ có như ngoài cái quần đảo Trường Sa ở bên ở ngoài kia, bây giờ từ 7 đảo và điểm đảo hiện nay Việt Nam đã coi như sở hữu 48 đảo và điểm đảo. Bây giờ tất cả mình có tiền mình sẽ bồi đắp những cái đảo đấy, đảo chìm đấy lên thành đảo nổi. Ở ngoài đó có dân ở, có quân đội đóng và có những cái thiết bị quân sự để bảo vệ những cái đảo đó. Mấy thằng ba que chúng mày có biết một cái gì? Chúng mày chỉ là một cái thằng coi như là ăn hại, mà những cái thằng mà coi như là suốt ngày liếm đít Mỹ. Chứ Việt Nam là một đất nước độc lập chủ quyền, hiện nay quan hệ với tất cả mọi nước trên thế giới vì cái lợi ích của những người Việt Nam đấy, chứ còn bây giờ là không coi ai là kẻ thù cả, đúng không? Tất cả đều là bạn, kể cả Mỹ, kể cả Trung Quốc, kể cả Nhật Bản, kể cả Pháp. Rồi, xin mời cháu. Rồi, cái bọn ba que ở bên Mỹ hoặc là bên mấy cái nước, nó thực ra nó chỉ có bên Úc này, bên Canada, bên này, cả bên Mỹ, là mấy cái thằng đấy là toàn ngày xưa là cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, toàn cái bọn nó cứ về nó chửi bới, nó nằng nhằng linh tinh, thì nó nói. Mấy thằng ngu này bây giờ ngư lôi ở ngoài biển nghe chưa? Đấy, quả Trung Quốc, quả Philippines, thậm chí kể cả quả Mỹ, quả Úc, mẹ nó trôi giạt vào biển thì đâu có cái vấn đề gì đâu. À, cái vụ ngư lôi mà người dân người ta vớt được ngư lôi mà. Vớt được. Mà ngoài biển nó có tỷ cái.
Đấy, bây giờ là cái bọn ở hiện nay nhá, nhân dân Việt Nam chúng ta đang sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, và coi như là chúng ta làm chủ đất nước của chúng ta, không có một cái thằng nào, thằng Nhật, thằng Tây, thằng Tàu nào cả làm chủ được đất nước nào. Hiện nay Việt Nam quên đi những cái gọi là hận thù trước kia, chỉ có cái lợi ích của đất nước là trên hết, kể cả thằng Mỹ cũng thế thôi, chứ những hận thù ngày xưa là mình bỏ qua, không bao giờ nhắc lại những cái hận thù nữa. Chính vì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó quá là nhân đạo, người ta đã không hận thù, không, ngày xưa cái bọn Việt Nam Cộng hòa nó giết người dân thế nào, nó cùng với bọn Mỹ nó giết dân thế nào, nhưng bây giờ người ta đã xóa bỏ hận thù rồi. Đấy, xem những cái clip của người Mỹ người ta quay lại đấy, cái tội ác của về cái phim mà thực sự về chiến tranh ấy, cái người ta quay lại những cái cảnh mà kể cả cái bọn lính Mỹ này, bọn lính Hàn này, rồi lại cả cái bọn lính Việt Nam Cộng hòa này, nó giết dân như nào, nó cái nhà người ta đang ở thế mà nó phun cả lửa vào hầm, người ta chúi xuống, mấy cái đứa trẻ con nó chúi xuống mà nó còn cho cái thuốc hơi cay hoặc là phun thì vào đấy để mà sau lôi lên. Bây giờ chúng mày như thế, ngày xưa bảo làm sao mà chúng mày mà được... Mẹ có một hai quả ngư lôi là làm cái quái gì mà bây giờ ví dụ xong rồi bắt đầu nó nghĩ ra cái trò coi như là coi như là điều khiển từ xa. Mà đây là ngư lôi, chỉ cần cái đấy lưới người ta đã vớt được ngư lôi. Chúng mày ngu thật, vừa ngu vừa dốt. Cái loại ngu lôi, cái loại đấy là loại bị chết, bị thối rồi. Chứ còn không phải là cái loại mà bây giờ mà vũ khí của Việt Nam ấy, nó tân tiến hơn cái bọn Trung Quốc rất nhiều. Mấy thằng Trung Quốc toàn làm ba cái đồ nhái, Việt Nam ấy nó toàn đi mua những cái mà vũ khí tối tân của các nước tân tiến. Tao nói kể cả ngôn ngư lôi của Trung Quốc mà, đúng không? Chưa ngoài biển nó dạt vào ngư lôi của Trung Quốc, Philippines, rồi Úc, của Nhật, tỷ ấy khác nhau. Mẹ cứ nói ở biển. Làm cái gì? Đâu? Mẹ ngày xưa ngư lôi cái thời gian Mỹ nó thả thủy lôi các thứ đầy ở cái cảng Hải Phòng. Mà trong đó những công binh của Việt Nam ra phá bằng sạch, chúng mày đâu có phong tỏa được cái cảng Hải Phòng đâu. Cái bọn lính Cộng hòa ngày xưa nó đi này, có tiền thì nó đi lính, không có tiền thì nó về. Như ngày xưa bộ đội của mình nó đi lính thì nó là không lương, là làm cái nghĩa vụ, đúng không? Nếu mà Việt Nam Cộng hòa ngày xưa đi lính mà không có tiền thì nó đóng hết. Nhưng mà Việt Nam ở ngoài Bắc này, bộ đội Cụ Hồ này, kể cả tất cả ở trong Nam ngoài Bắc, nghe chưa, kể cả các chiến sĩ giải phóng quân đều không, người ta chiến đấu vì lý tưởng của người ta. Làm gì có lương, ăn nói mà khác. Nhưng mà chúng mày bây giờ thì thằng Mỹ nó trả lương chúng mày, thì chúng mày đánh cho ai? Không đánh cho Mỹ, đánh cho ai? Mà ông Triệu ông nói thẳng bây giờ không trợ cấp tiền cho ông, không đánh. Trợ cấp ít thường đánh ít, mà trợ cấp nhiều đánh nhiều. Chính cái mồm ông Triệu nói thế. Thế là như thế nào? Thế mà bây giờ ba que nghĩ thế nào? Cái câu nói của Tổng thống của các anh đấy. Duy Trần nói đúng. Đang bây giờ ví dụ những du kích ở Củ Chi cách thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn lúc bây giờ chỉ có 30 cây số thôi, đúng không? Rồi là chúng mày, rồi là tất cả các thiết bị quân sự, là tất cả các kiểu đánh, mà cuối cùng đâu có khuất phục được những người du kích Củ Chi. Mày thấy những cái địa đạo không? Mỹ bảo đấy mạnh đấy, bao nhiêu máy bay, bao nhiêu ấy từ Thái Lan sang B-52 rồi. Tiêm kích tiêm cổng ấy, đánh Hà Nội 12 ngày đêm, làm gì còn vũ khí nữa. Mà khi bọn Việt Nam Cộng hòa nó đi nhá, còn đúng một quả bom nữa nó định thả, mà cuối cùng cái quả bom đấy là nó không có ngoài lổ nữa, nên nó không thả đấy. Thế cho nên là nó thả đâu? Cái thằng Mắc Quý Thiến này, tao nói này, mày không phải là người Việt Nam, đúng chưa? Chúng mày ngày xưa chúng mày làm tay sai là hết tay sai cho Pháp, rồi là tay sai cho Mỹ, đúng không? Rồi là bây giờ mày cứ nghĩ rằng là những người cộng sản này làm tay sai cho Trung Quốc à? Không bao giờ làm tay sai Trung Quốc. Nếu mà làm tay sai Trung Quốc thì đánh bọn Pol Pot, Im Sen Lee làm cái gì? Mà đánh cái bọn mà Trung Quốc ở biên giới phía Bắc làm cái gì? Chúng mày là cái loại mà kiểu làm tay sai nó quen đi. Nói cho bọn ba que nó biết là đảng và nhà nước ta biết là cái tình hình
của cái thằng Trung Quốc đó, nó từ cái hiệp định Geneva ấy, là đảng mình đã biết là cái mưu đồ của thằng Trung Quốc nó thế nào rồi. Đấy, phải, nó phải biết như thế. Và từ năm 1973 đấy là thằng Trung Quốc với mình là nó không đúng rồi anh chị giờ này đi. Bây giờ mấy cái thằng mà coi như là ở Việt, mấy thằng Việt kiều ở bên hải ngoại ấy, là nói chung là chúng nó chống lại đất nước Việt Nam ấy, chỉ có một nhóm nhỏ thôi, mà chính những người Việt kiều ví dụ ở đây này, ví dụ chị Nhân Đại Lê ở đây này, anh và một số người ở Đen Lình Nguyễn này, bây giờ ở trong này người ta chửi coi như là cái bọn mà chống cộng cực đoan, bọn ba que ở bên đấy như chó, chúng mày chỉ vì mấy cái đồng tiền bẩn chúng mày ngáo. Mấy cái ông ở phố Bôn Sa, ông mấy cái ông chống cộng cực đoan ấy, vô kỷ mới lại mấy cái thằng ngu kỷ ngu ngu đấy này, mấy này Phan Kỳ Nhơn, Phan Kỳ Nhào đấy, chúng nó chỉ là lừa những cái kiều bào ở đấy để nó lấy tiền nó ăn đấy chứ, nó đánh phá nhau túm lụm. Mình phải nói này, lừa những cù kiều bào không hiểu biết, còn những kiều bào bây giờ người ta đấy, hiểu nhiều kiều bào hiểu biết rồi thì không thể lừa được người ta. Rồi bây giờ này cũng có một số anh muốn lên tham gia chương trình thì là bạn có thể nhường vâng. Rồi xin rất là cảm ơn bạn đã lên tham gia chương trình cùng với mình. Vâng, cảm ơn.